Xin chào các đồng view ngã lão ma thần lại xuất bản tập mới nhất các bạn hãy ấn nút đăng ký và theo dõi cùng với bé khôi nha. Ở tập trước sau khi giải cứu thằng đệ ruột nam chính bây giờ đã phải chạm mặt với một thế lực bí ẩn trong hoàng cung. Ánh mắt của tả điệp đông sưởng tỏ ra kinh hãi trước 30 võ giả có thực lực vô cùng ghê gớm kia. Bé khôi có để ý quan sát theo cũng nhận ra bọn họ toàn bộ đều là cung nữ. Khí tức của những người này hoàn toàn khác biệt so với những cung nữ thông thường khác. Tuy nhiên nếu như để gọi là võ giả thì cũng không hẳn. Đúng lúc ấy giữa sân xuất hiện một nhân vật nào đó, vầng trăng bị mây che khuất hiện lên khuôn mặt người lờ mờ hiện rõ ra đó là một cung nữ mặc áo choàng lụa đỏ với mái tóc gần như đã bạc đang chắp tay ả à lên tiếng hỏi xem tại sao chỉ có mỗi tả điệp ở đây thế này mặc dù tên thái giám kia chỉ phụ trách việc của đông xưởng nhưng hắn cũng hay đi qua đi lại ở trong hoàng cung vì thế cho nên việc giáp mặt với linh nguyệt là phó tổng quản thượng cung cũng là điều bình thường đang tính nói ra những tên bí ẩn đang cố tình xâm nhập thì đột nhiên giáo chủ và hạ nhân cũng đã biến mất tả điệp đông xưởng thật chẳng thể nào mà hiểu nổi và tự nghĩ rằng khả năng cao lúc ngọn đúc vừa tắt bọn chúng đã chạy trốn mặc dù ta đã ghi lòng tạc dạ điều này từ trước đây nhưng quả nhiên khách đường của đông sưởng cứ như phục ma điện vậy. Câu đó là một thuật ngữ đề cập đến một chiến trường nơi ma quỷ được cho là đang ẩn náu. Chúng luôn có những âm mưu cố gắng thực hiện một điều gì đó xấu xa vì một nguyên nhân vô định và dĩ nhiên tên thái giám đứng đầu cũng phải lên tiếng phản bác để tránh bị dồn vào thế khó. Phục Ma Điện là sao thượng cung đang nói vớ vẩn cái quái gì thế, với cả là bà không biết nơi này chính là lãnh địa của Đông Sưởng ư? Tất cả những điều này đều là quy tắc của Đại Minh, việc cố gắng tiếp cận và tham gia vào sự tình nội bộ của những nơi không đủ thẩm quyền cần phải do những người có tiếng nói phụ trách. Sau khi tả điệp Đông Sưởng nghe thấy chuyện Linh Nguyệt không đến đây với tư cách là thủ lĩnh của các cung nữ thì cũng khá bất ngờ ta đến đây với tư cách là một trong tam thái thượng thuộc thủ hộ điện của hoàng cung mà ngài đang tìm kiếm thật là kinh ngạc khi phó tổng quản thượng cung tiết lộ điều này bởi vì công việc của chức vị đó chủ yếu là để trừng phạt những người nào gây rối ở trong hoàng cung sức mạnh của thủ hộ điện toàn là những cao thủ mạnh đến mức các nhân sĩ võ lâm cũng không thể dám xâm phạm kể từ lúc thâm nhập vào hoàng cung kim dự đã luôn chú ý đến những thế lực như tây sưởng và cẩm y vệ để có thể tìm ra bây giờ hắn đã không cần phải mất thời gian nữa nhưng có một điều nhỏ là cánh tay phải vừa bị chặt nên công lực giảm đi ít nhiều ta cần phải tránh xung đột hết mức có thể mới được Gã Thái giám muốn dựa vào chuyện này để biến bản thân từ phạm nhân thành nạn nhân, Liên Thượng cung thật quá đáng khi quy tụ cho bổn đông sưởng là phục ma điện. Có lẽ bây giờ hắn đang cảm thấy việc mình bị mất tay là một điều may mắn, hãy mau nhìn đi bổn tọa cũng bị mất một cánh tay bọn ta cũng là người bị hại. Như đã nói lúc trước ta từ lúc bước vào hoàng cung đã rất chú ý tới ngươi. Chỉ cần nhìn ánh mắt đó thôi thì kiểu gì cũng giống như là một con chuột đang bị một con chuột khác cắn. Theo luật thì những người đến từ thủ hộ điện có quyền bắt giữ tra khảo và giết chết những người nào có gan phản kháng. Ngay khi nhận được mệnh lệnh từ thượng cung toàn bộ những cung nữ kia đều nhảy từ trên mái nhà xuống sân một vài các võ nhân vừa mới được tuyển đều đang lo sợ tuy nhiên bọn họ cũng chẳng e ngại gì có chăng thì đám kia cũng chỉ là một lũ đàn bà chân yếu tay mềm nội lực đang sợ toát ra từ các cung nữ kia đang xuyên thấu lấy bọn chúng những thủ hạ của linh nguyệt được đào tạo rất bài bản và việc lùi bước trong khi chiến đấu sẽ không bao giờ xảy đến một quan quân cầm kiếm lao về phía một cung nữ khí giới thấm đẫm nội lực tách ra làm năm ngạc nhiên thay trong lúc giao đấu anh ta đã nhận ra được một điều bọn họ thậm chí còn chẳng tập trung nội lực ở trên lòng bàn tay chuyện quái gì đang xảy ra rõ ràng là bọn chúng không có gì vậy mà ta cảm giác như là đang cầm thiết câu thanh kiếm liên tiếp chặt vào tay nữ nhân kia nhưng giống như là đang chặt vào một đống sắt có lẽ vũ khí bình thường sẽ hoàn toàn không có tác dụng gì đối với bọn họ trong lúc anh ta đang bối rối với bao suy nghĩ thì đột nhiên đối phương cũng xông đến có lẽ thứ duy nhất có thể ngăn chặn được điều này là phải liên quan đến khí tức một trong số những người mới vào thì cũng không thiếu các cao thủ có thể làm ra được chuyện đó và đúng như dự đoán những cung nữ kia không hề mạnh và ngay lập tức đã bị đả thương bởi căng khí cơ thể dù có cứng rắn đến đâu thì trình độ của ả à cũng không thể nào là kim căng bất hoại được cánh tay của người đó bị chặt đứt nhưng không hề tỏ ra đau đớn mà trái lại càng rồ dại hơn với đôi mắt kỳ quái rực lên ánh màu vàng thân thể đó bỗng chốc áp sát cơ thể vốn đã cứng rắn nay lại tiện hơn trong việc xử lý các võ nhân phía đông sử khi sắp chết cậu ta cố gắng rên rỉ tự hỏi cái lũ này điên hay sao mà không biết đau đớn bây giờ có thể thấy được rằng độ điên cuồng của những người thuộc thủ hộ điện là như thế nào sức nóng bốc lên trong mỗi cơ thể và bọn họ điên cuồng giết chóc những võ nhân xấu số tuyệt đối không được lơ là tất cả hãy dùng cang khí nhắm vào thủ cấp bọn chúng cho ta vừa nói xong câu này toàn bộ những cung nữ đều nhận ra được mục tiêu cần phải tấn công vị thái giám kia cũng là một tuyệt đỉnh tông sư nên dễ dàng xử lý từng đứa một gã tuy bình thường nhí nhảnh và khá yêu thích cơ thể săn chắc của thiên phàm sau một lần gặp nhưng giờ cũng ghê gớm không kém vừa giết được vài đứa thì cũng có thêm người đến để tương trợ bị chém đứt cả một cánh tay mà bọn chúng không thèm hét lên dù chỉ một tiếng hay sao hình như là đã đi phải vào thế trận đội hình của thủ hộ điện nên chúng ta có thể thấy được rằng bọn họ đang nhảy qua nhảy lại hệt như là đang vờn một con chuột không chỉ có thân thể cứng rắn mà những cung nữ kia còn có thể tung trưởng vì quá mất tập trung gã thái giám bị ăn ngay một phát phía sau lưng Hắn kêu lên oai oái và chẳng hiểu sao có nhiều chiêu đẳng cấp thế nhỉ. Nghĩ là vậy gã vận khí dưới dạng lưỡi kiếm và chém bay đầu luôn đưa đánh lén. Như đã nói từ trước số lượng là quá đông và chúng không hề biết đau hay sợ. Tiếp tục thêm một phát tiếng thét thất thanh vang lên. Lục phủ ngũ tạng bên trong người thái giám có lẽ đã cháy rụi cả rồi. Hắn cố gắng vận khí lực vào tay để đánh cho đến khi nào chết thì thôi. Và không chỉ có thế các cung nữ còn thích nghi được với các đòn tấn công khá nhanh. Để miêu tả dễ hiểu thì bọn họ có thể tìm ra những điểm của bản thân khi đối chiến và thay đổi nó. Bùng một cái vị thái giám kia ăn nốt phát trưởng cuối cùng vì đã chẳng có sức mà chịu đựng dính đòn này việc đó nhận cái chết là rất cao không riêng gì người đó mà các hạ nhân phía đông xưởng cũng mệt mỏi và ngã xuống liên tục một mặt khác tả điệp đông xưởng lại tỏ ra lãnh đạm hơn cả bởi hắn hiểu được tình hình hỏa khí của bọn chúng quá đỗi khác biệt so với ca khí thông thường trên miệng hắn lẩm bẩm rất nhiều từ về việc lũ này phải chăng là đang tìm kiếm mình một cung nữ cụt tay bây giờ đang tiến rất nhanh đến tấn công tả điệp đông sưởng cô ta gần như là chẳng sợ gì ánh mắt trắng đục chẳng nhìn ra con người đâu nữa khi vừa mới chạm phải gã thái giám nắm chặt cổ tay bởi đã nhìn ra được chuyển động các ngươi tưởng bổn tọa mất đi một tay là có quyền xem thường ta hay sao cùng với câu nói đó một tay còn lại của cung nữ trên bả vai kêu lên răng rắc sức của tên thái giám này là quá mạnh nên đã xé toạc ra luôn điều này là không hoa vì ít nhiều hắn cũng liên quan đến cực đao lục võ môn gã vứt luôn cánh tay phải ra chỗ khác rồi đá thẳng cung nữ kia sang một bên tất cả những cung nữ còn lại bây giờ đều dừng hình như thể đang muốn chiêm nghiệm điều gì đó tả điệp đông sưởng cũng hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy và liền nhặt lại cánh tay hắn bắt đầu rên rỉ cười khẩy theo một biểu cảm rất nham hiểm các ngươi hãy mau xem đi cuối cùng ta cũng đã tìm ra được rồi ở tập trước tả điệp sứ đông xưởng một trong số ít nhân vật có tiếng của lũ thái giám đã bất ngờ phát hiện ra được sự tình gì đó hắn bắt đầu nở nụ cười hiểm ác và nhìn về phía cánh tay của tỷ nữ đã bị chặt đứt vừa cầm nó hắn vừa gào lên cuối cùng cũng tìm ra mà chẳng biết ra được cái gì thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy những chiếc vẩy vàng trên cánh tay của người phụ nữ kia bởi vì chính thứ đó đã bảo vệ cho chủ thể khỏi kiếm khí và các đòn tấn công chí mạng có lẽ đây chính là câu trả lời mà hắn khá hài lòng nên cũng đã huýt sáo để nhắc nhở những hộ vệ khác. Tả Diệp Đông xưởng gào lên yêu cầu cho phép bãi bỏ lệnh cấm nghịch huyết đại la thần công. Ngay khi mệnh lệnh vừa dứt các võ sư vẫn đang chiến đấu cũng hưởng ứng theo. Nghe thấy thứ võ công quỷ dị kia thượng cung cũng cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì bà ta chưa bao giờ đối đầu cả. Toàn bộ những phần trên cơ thể của bọn chúng bắt đầu phình to và nổi lên những cơ bắp cứng rắn. Có lẽ những bạn đã theo dõi từ đầu cũng hiểu được thứ võ công này có xuất thân từ đâu. Chỉ trong một cái chớp mắt toàn bộ những thân xác thuộc người của Tả Diệp Đông sưởng đều có sự thay đổi y như nhau cho dù không sợ đau đớn hay sát thương nào cả nhưng vô số những cung nữ kia cũng phải kinh ngạc một số những võ giả mới được tham gia vào đông xưởng cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy điều đó đôi mắt của những tên kia đều chuyển sang màu đỏ và toàn bộ khuôn mặt cũng bị sưng tấy lên kèm theo những đường gân tím ngắt tiếng thét cũng bắt đầu phát ra từ miệng khiến cho những người đang quan sát và những người xem phải nổi da gà trước tình cảnh này những võ nhân mạnh mẽ của thượng cung cũng phải rón rén và như thể là lùi lại các người đang làm cái quái gì thế còn không mau hủy diệt những kẻ đang dương nanh múa vuốt về phía hoàng cung trong thời điểm này có lẽ tiếng nói của bà ta là rất quan trọng vì thế nên đã phải nhắc nhở công việc và mệnh lệnh của những nữ nhân kia mặt mũi của linh nguyệt sẽ không thể nào so sánh được với khuôn mặt của những võ giả đang sử dụng nghịch huyết đại la thần công nhưng cũng căng cứng không kém khi có được mệnh lệnh của chủ nhân thì mặc kệ sức mạnh kia là gì các cung nữ vẫn lao vào hai người phía trước với thân thủ nhanh nhẹn đã chủ động áp sát trong thời điểm một tên võ giả đang biến đổi có lẽ bọn họ sẽ không biết rằng người này chính là con quỷ đội lốt thành một con người bình thường hai cánh tay to lớn đã nắm thật chặt những nữ nhân xấu số kia và dường như gương mặt cũng phải nhân nhó theo Bọn họ bị xé làm đôi rất dễ dàng và có thể miêu tả đây chính là cách rất tàn nhẫn để sát hại người khác. Như đã nói từ trước các cung nữ không hề biết sợ hãi và họ bỏ qua hết những sức mạnh của đối phương. Cô ta dùng can khí đánh mạnh vào nửa thân dưới của phía mạn sườn của tên võ giả kia. Tốc độ khá nhanh nhưng có lẽ giờ sẽ không thể so sánh được với cách vung tay của hắn. Cả thân thể nhỏ bé bị đẩy lùi và dí theo ra sau khiến cho người này vô tức hét lên nhưng cũng chẳng được. Tất cả đều cố gắng nhưng ai cũng đều hiểu sức mạnh bây giờ là quá trên lịch nên lần lượt những cung nữ của thượng cung đều bị đả thương nghiêm trọng khí tức của bọn họ làm sao có thể đủ và tinh thần cũng xuống đến mức thấp nhất có thể đong đếm ba gã tuyệt đỉnh tông sư còn lại cũng điên loạn giết chóc toàn bộ những cung nữ khác chỉ với như vậy mọi thứ đã quá trên lệch rồi đâu ai thể ngờ tà điệp đông xưởng thân là gián điệp của cực đao lục võ môn lại có thể biết được thứ võ công này mặc kệ cho dù có là như vậy nhưng phần đa những cung nữ còn sống vẫn liên tiếp lao vào như con thiêu thân có lẽ như vậy là chẳng đủ vì nghịch huyết đại la thần công là một thứ kinh khủng khi xưa thiên phàm đã phải vất vả chống đỡ như nào nhưng lại may mắn có được sự trợ giúp của nano thân xác của cung nữ bị đánh cho thành nhiều mảnh lan ra khắp mọi nơi xung quanh đông sử cái đầu của cô ta bay thẳng tới vị trí mấy võ nhân vừa mới gia nhập một người vì quá sợ hãi toan hét lên nhưng kịp thời bị bịt miệng lại cũng chỉ còn có vài người và bọn họ đang cầu chúa để cứu vớt sinh mệnh nhỏ bé của mình xem ra chỉ có bốn người chúng ta còn sống trong số này thì không ai có thể chiến đấu vậy nên cần phải giữ im lặng và thoát khỏi đây nói vậy thôi chứ ta vẫn thấy lạ bởi bên trong loạn lạc cỡ này thì chắc chắn binh lính bên ngoài cũng sẽ để ý nhưng tại sao chẳng có ai một người đang nghĩ là như vậy thì đột nhiên giọt máu nào đó rơi thẳng về phía sau gáy khiến cho anh ta cứ nghĩ là do đồng đội bên cạnh làm vì màn đêm quá tối nên một tay đã vội gạt lao đi và cuối cùng cũng nhận ra đây là máu từ phía trên mái nhà vẻ mặt của một cung nữ đã trở nên điên dại hơn bởi vì cũng đã phát hiện ra những người còn sống thế là có lẽ sinh mạng của bọn họ cũng đã chẳng còn biết là nơi ẩn nấp này đã không an toàn nữa nên anh ta đã vội vàng nhắc nhở những người còn lại chạy trốn theo lời miêu tả của thượng cung thì đêm nay chính là đêm săn chuột và có lẽ hình ảnh này là đúng bọn họ cố gắng tăng hết tốc lực của mình để lao về phía chính môn nơi bên ngoài có rất nhiều binh sĩ canh giữ càng chạy thì càng chết và số phận cũng đã an bài cho từng người một thậm chí có người còn bỏ lại những đồng đội phía sau để hòng giữ lại sinh mạng của mình tất nhiên điều ấy chẳng thể nào thay đổi có chăng chỉ là khác biệt về cách thức chết mà thôi những tiếng thở dốc vang lên và lời nói ở trong đầu tự nhủ chỉ một chút nữa thôi là sắp ra khỏi đây rồi không riêng gì vị cung nữ kia mà vẫn còn thêm rất nhiều người khác đứng chặn ở phía chính môn vẻ mặt chẳng còn là con người cũng không khác gì những tên thái giám sử dụng nghịch huyết đại la thần công vẫn theo thể thức cũ bọn họ đùn đẩy nhau lên để cho những người xấu số kia phải thế mạng bây giờ cũng chỉ còn có hai người nên một người sợ hãi quay lại nói lớn rằng chúng ta phải làm như thế nào đây như này là hết cách rồi phải còn một người sống sót để báo cáo tình hình một người chắc cũng không thể nào thoát ra khỏi được có chăng nếu thoát ra được thì bọn họ phải bỏ mạng lại mà thôi vì quá dối trí nên anh ta đã phải đẩy người đồng đội cuối cùng của mình lên phía trước móng vuốt sắc nhọn rất nhanh đang găm thẳng vào mặt của anh ta đột nhiên một bóng hình khổng lồ lao ngay phía bên hông và nắm chặt đầu của cô ta thật may chí ít thì bọn họ vẫn còn có thể có bức tường vững chãi là nghịch huyết đại la thần công bảo kê bị ăn một đấm đó vị cung nữ kia thân xác giữ nguyên nhưng cái đầu thì chẳng biết nơi nào mọi thứ trở nên bình ổn và những người vừa nhận việc tại đông xưởng thở phào nhẹ nhõm anh ta cố gắng tự hỏi tên đó đã cứu mình sao và hôm nay có lẽ là một ngày may mắn đang nở nụ cười hài lòng thì đột nhiên một lực nào đó tác động rất mạnh vào khuôn mặt thống khổ kia chẳng có gì là may mắn ở đây cả bởi vì mấy tên thái giám đó đều bỏ qua hết thân xác bé nhỏ đổ gục ngay xuống nơi người còn lại đang mất hết lý trí giờ chết đã điểm mặt mũi của anh ta không vui cũng chẳng buồn bởi vì ngay từ đầu việc rời khỏi đây theo một cách an toàn nhất là không thể nào chỉ chớp mắt cái đầu đã lìa khỏi xác máu me bắn ra khắp nơi thậm chí những bộ phận khác trên cơ thể cũng không còn được lành lặn lúc này ở bên trong nội đường linh nguyệt đã hiểu được nơi này quả nhiên che giấu một sức mạnh ảnh hưởng đến sự an nguy của hoàng cung nhà ngươi đừng nói nhảm nữa nếu chịu đầu hàng thì mạng sống của ngươi cùng với lũ cung nữ sẽ được bảo đảm thực sự thì đây chỉ là những lời dọa dẫm sao rỗng nhưng tả điệp đông sưởng vẫn tin rằng hôm nay mình đã thành công tìm ra được vị trí của thủ hộ điện và nguồn gốc sức mạnh khác biệt của bọn họ đang nghĩ là như thế thì đột nhiên thượng cung đáp lại rằng ánh mắt của nhà ngươi vẫn đầy tham vọng như ngày xưa đừng có nghĩ rằng một con thú đội lốt người có thể đối đầu với thủ hộ điện chúng ta nếu như vậy thì quá xem thường rồi nói xong bà ta búng tay một cái như thể phương án đối chiến còn rất nhiều chỉ một cái chớp mắt phía sau lưng thương cung xuất hiện hai cung nữ thần bí điều này cũng khiến cho tả điệp đông xưởng cảm thấy rất ngạc nhiên pha lẫn sự sợ hãi nhìn cách ăn mặc thì trông cũng giống như các cung nữ kia nhưng bọn họ dường như hoàn toàn khác biệt theo như con mắt của thái giám nhìn thì khả năng cao hai nữ nhân này chính là giám sát thượng cung hãy giúp đỡ các cung nữ và giết sạch lũ súc vật đó cho ta cả hai ngay lập tức thi hành mệnh lệnh của thượng cung và lao thẳng về phía của những người sử dụng nghịch huyết đại la thần công lúc này bọn chúng vẫn đang chiến đấu một cách áp đảo so với những cung nữ bình thường kia số lượng là ít hơn nhưng sức mạnh có phần nhìn đôi chút nên rất cần nhiều cung nữ khác tương trợ bọn họ liên tiếp áp sát sử dụng thể chất vật lý lẫn ca khí nhưng không ăn thua kết cục vẫn như ban đầu là bị áp chế khá dễ dàng những cái chết thảm khốc lại diễn ra và chỉ nhìn thấy toàn máu là máu vừa giết chóc một gã vừa gào rú lên hệt như một con thú hoang dã sổng khỏi khu rừng thật là một lũ ngu ngốc đến một vết thương các ngươi cũng không thể để lại trên người ta đâu. Câu nói này vừa nói xong thì cái đầu của hắn cũng ngay lập tức rơi xuống đất khiến cho những người đồng đội còn lại giật mình hoảng sợ. Bọn chúng không thể nghĩ được rằng khi sử dụng nghịch huyết đại la thần công lại có thể bị đả thương được. Tên đứng bên cạnh ngay lập tức hiểu ra tình hình và cố gắng quan sát về phía bên phải của hắn. Giám sát thượng cung rất nhẹ nhàng chỉ một kiếm chém bay đầu tên còn lại. Thanh kiếm của cô ta khác hơn so với những thanh kiếm bình thường và còn kèm theo rất nhiều hỏa khí, thật khốn nạn nhà ngươi không biết chúng ta là ai sao? cánh tay to tướng bỏ qua hết đi sự sắc bén đó nhưng không thể ngờ là với một đường kiếm tiếp theo vết cắt mượt như chém vào bùn gã tỏ ra đau đớn và tự hỏi tại sao lưỡi kiếm của ả à lại nóng như lửa thế nhỉ vì tay vẫn còn chưa đứt nên thêm một đòn hắn gạt mạnh hòng lấy thể hình quật ngã giám sát thượng cung tuy nhiên khi chạm vào tay vị cung nữ này mọi thứ nóng lên bị chảy ra và khí tức thần công bị bốc hơi rất nhanh trong một khoảnh khắc do không thể chịu nổi được lượng nhiệt đó cánh tay trái của hắn đã nổ tung quả nhiên sức mạnh này không thể nào mà đùa được vào một phần nào đó đây cũng minh chứng được việc hoàng cung còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ sau khi đồng đội đã cắt đi được cánh tay thì một người nữa cũng chú ý đến điểm yếu của tên kia rất nhanh thôi vị cung nữ đó đã liên tiếp cắt đứt hết huyết mạch phía đằng sau của hắn cẳng chân đã đứt thân xác khổng lồ đổ gục ngay xuống đất không thể nhúc nhích bọn chúng hoàn toàn khác với những người còn lại xem ra cũng đã học được thứ võ công đó một cách bài bản rồi sao hắn cố gắng hét lên nhắc nhở những người còn sống là phải đồng loạt tấn công rồi áp chế tên đó đã chẳng thể kịp nói hết câu và cái đầu của hắn cũng lơ lửng trên khâu trung và lìa khỏi cổ nó bay về phía chỗ của ba tên còn lại và khiến cho bọn chúng cũng chưa thể tìm ra được phương án đối chiến nào tốt nhất ngược lại khi có được niềm cảm hứng đánh nhau một số những cung nữ thuộc quyền quản lý của thượng cung đã ngay lập tức áp sát bọn họ đều dùng trưởng lực có rất nhiều hỏa khí đánh mạnh vào phía sau lưng của tên đó hắn cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể lại cảm nhận được nhiệt lượng quá nhiều nên bây giờ chỉ có thể gọi là yếu ớt sử dụng số lượng và không ngại mất mát có lẽ đây chính là chiến thuật dùi bâu của thủ hộ điện bên ta yếu hơn về mặt số lượng dù thân thể có cứng cáp đến mấy thì cũng phải chịu đả kích từ những đòn tấn công liên tục đầy hỏa khí thôi linh nguyệt chính là một trong ba thủ lĩnh của thủ hộ điện vì thế nên tả điệp đông sử nghĩ rằng bây giờ chỉ còn một cách duy nhất trong tình thế hỗn loạn này hắn hiểu được việc cần phải chấn áp người đứng đầu thì may ra tình thế mới được bình ổn một kế hoạch rất nhanh đã được tạo ra và cánh tay trái cứng cáp ngay lập tức hướng về vị trí yếu điểm sau lưng của linh nguyệt là người đứng đầu thủ hộ điện cho nên bà ta cũng chẳng hề khó khăn khi chống đỡ lại được những đòn đánh lẻ nó cứ nghĩ rằng mình đã thành công nhưng cánh tay của bà ta đã ngay lập tức nắm chặt vào ít hầu của gã sắc khí tỏa ra khiến cho thân thể của tên này trở nên run rẩy nhà ngươi vẫn còn có cái tật xấu đấy nữa sao tả điệp đông sưởng nhanh trí gia tăng khí tức ở cánh tay trái của mình để chống đỡ lại lão ta cố gắng làm bị thương cánh tay đang nắm chặt cổ của mình nhưng mãi vẫn không thể làm nổi càng đánh thì người này hiểu được rằng cánh tay của ả à giống như là thanh ngọc thạch vậy nhà ngươi quả là ngu ngốc xem ra việc để ngươi cùng lũ xúc vật kia sống sót là điều không cần thiết rồi tiếng thét đau đớn vang lên và có thể đoán rằng nó tương tự như những gì các cung nữ đang làm cho những tên còn lại nếu cứ như thế này thì cái đầu của hắn cũng sẽ lìa khỏi cổ giống như mấy tên thủ hạ kia mà thôi cuối cùng cổ họng của hắn và cả thân thể lúc này cũng dần biến đổi giống y xì như những người còn lại nên đã khiến cho thượng cung vô thức lùi lại cơ thể trở nên phát tướng kèm theo những đường gân nổi lên và cả một khuôn mặt kinh khủng được trưng ra. Tả Điệp Đông Sưởng đã quyết định sử dụng nghịch huyết đại la thần công để đối chiến lại với Linh Nguyệt. Ngay tại thời điểm đó thì đột nhiên có hai bàn tay của một người lạ mặt áp sát hẳn vào vị trí trên đỉnh đầu của hắn. Cách thức này nó giống y như là lúc Thiên Phàm chữa trị cho tiền giáo chủ của Đại Thiên Ma Thần giáo vậy. Anh đã yêu cầu Nano kích hoạt sóng điện để làm ngất hắn và chậm đi quá trình biến đổi. Vậy là Nam Chính đã không hề bỏ chạy mà anh chỉ im ỉm quan sát trực chờ thời cơ. Thái giám của Đông Sưởng cảm thấy lo lắng và đau đớn khi nhận diện được có sự xuất hiện của một ai đó hắn ta đã cố gắng quay đầu lại và nhìn về phía sau lưng rồi cũng nhận ra được người đó là ai không phải nhà ngươi đã chạy rồi hay sao thật là khốn nạn đây chính là mấy câu nói khi hắn vô thức ngất đi nhìn thấy cái xác đổ gục xuống linh nguyệt cũng bần thần vì cứ nghĩ ở đây mình mạnh nhất khí tức ma tính hung hãn mà ta cảm nhận được từ tên kia quả là đáng gờm hơn nữa hắn có thể áp chế tên xúc vật ấy bằng lôi điện chỉ trong chớp mắt hay sao bà ta biết người này là một tên nguy hiểm nên trước tiên cần phải nói chuyện nhưng nam chính đã lên tiếng anh bắt đầu giơ tay ra dấu không nên đánh nhau bởi vì mình không có ý định xung đột với thượng cung ta cần người này nên mới đến đây và hoàn toàn không có chủ trương đối địch với hoàng cung thiên phàm đã luôn chờ đợi để cho lũ này chiến đấu và tiêu hao toàn bộ sức lực nên điều ấy đã khiến cho linh nguyệt cảm thấy không hài lòng tóm lại khả năng phán đoán của giáo chủ thiên ma rất chính xác và có lẽ anh nghĩ rằng cần phải tìm ra gián điệp của cực đao lục võ môn và hợp sức với hoàng cung ngược lại thì đối với những người thuộc thủ hộ điện bọn họ lại cho rằng cái tên lạ mặt này mới chính là người cần phải trừ khử nhất rất nhiều hỏa khí thoát ra từng người của linh nguyệt bà ta tỏ ra giận dữ nhà ngươi dám giở trò qua mắt bổn cung sao đừng nghĩ rằng ta sẽ tin vào lời của một kẻ ra vào hoàng cung như là nhà của mình ta đã tránh khỏi đây một lúc vì cảm nhận được khí tức khác thường không ngờ đó lại chính là sức mạnh ẩn giấu trong hoàng cung từ xưa đến nay tiền đại giáo chủ luôn nói rằng rất khó để ước chừng sức mạnh ẩn giấu vậy nên không nên phá vỡ khế ước quan võ bất xâm vậy nên chắc chắn sức mạnh của những người kia cũng không phải dạng vừa để ta xem thực lực của nhà ngươi có bằng mấy trò mèo kia không nào vừa nói thì bà ta vừa lao vào khiến cho nam chính giật mình tuột độ tuy nhiên đối với thân thể đã không bị xâm hại với cả trình độ đã là cao hơn một bậc nên anh bình tĩnh đối phó ngay khi vừa đỡ lại thì đối phương đã tập trung hỏa khí ở tay trái chứ không phải bên giáo chủ đánh vào cho dù đã không muốn ảnh hưởng đến hoàng cung nhưng quá nguy nan về tính mạng nên không còn cách nào khác thiên phàm lùi lại rồi đâm thẳng cang khí hướng tới ấn đường của linh nguyệt nếu bị xuyên thủng mi tâm thì có thể sẽ chết vậy mà bà ta không tránh đòn tấn công của mình sao tay trái của nam chính di chuyển nhanh hơn và dừng lại ngay trước trán của người này hình như là giáo chủ đang rất cố gắng để hạn chế thiên ma khí của mình tránh làm ảnh hưởng cho đối phương khí lực xuyên thủng qua hỏa khí và đánh mạnh vào người linh nguyệt khiến vị thượng cung này kêu lên một tiếng ở tập trước sau khi nhìn ra được nội gián của cực đao lục võ môn thiên phàm đã lộ diện thật không may cho giáo chủ thiên ma là anh đã phải đối đầu với một trong tam vị đứng đầu thủ hộ điện và cũng chính là sức mạnh bí ẩn trong đế quốc đại minh trong tình cảnh ngặt nghèo ấy và mặc cho là không muốn gây thủ trúc oán nhưng nam chính vẫn phải thể hiện thực lực của bản thân linh nguyệt quá manh động và chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện nên thiên phàm đã đáp trả lại bà ta một lực rất mạnh từ cang khí phá tan luôn hỏa khí nóng rực của vị thượng cung kia dính phải trường này linh nguyệt vô thức kêu lên hự một tiếng máu mũi máu mùng bắn ra tứa lưa bởi ả đã quá khinh địch trong khoảnh khắc này linh nguyệt đã lấy lại được tâm thức và như thể đã cố tình làm như vậy tuy rằng biết được sự thất bại của các võ nhân sử dụng nghịch huyết đại la thần công nhưng thiên phàm vẫn phải bất ngờ theo máu mũi và vết thương lành lại nhanh chóng linh nguyệt chủ động áp sát vờn đi vờn lại à đánh mạnh từ phía sau lưng cùng với dòng hỏa khí nóng chảy thiên phàm đang cố không muốn dùng thiên ma khí để tránh bị phát hiện như đối phương cố tình chạm vào cánh tay như là muốn xin tạm về làm kỷ niệm vậy thế là dầm một cái anh gạt mạnh linh nguyệt khiến cho bà ta bay thẳng ra phía sau làm vỡ nát bức tường thành đông sưởng Đối phó với phụ nữ thông thường đã khó mà giờ đây lại phải chống lại một mụ đàn bà không những độc ác mà còn giỏi võ công thì quá mệt cho giáo chủ thiên ma rồi. Như đã nói từ trước tốc độ phục hồi của ả à còn nhanh ngang ngửa với nano vì thế nên mấy đòn tác động vật lý không hề hấn một chút nào. Trái lại càng đánh sức mạnh thượng cung này còn tăng cao lên gấp bội các chỉ số đều theo cấp số nhân. Sức nóng từ hỏa khí tiếp tục đánh mạnh vào vị trí của anh. Cả hai cứ trao đổi chưa thức liên tục mà chẳng có ai nói một lời nào cả. Rõ ràng là đã đánh trúng ấn đường đến cả một cái chớp mắt cũng không có sao trả lẽ người này lại không thấy đau? có quá nhiều câu hỏi khó hiểu nhưng thiên phàm lại chẳng muốn thốt nên lời vì giờ đây có lẽ anh sẽ chẳng còn có thời gian để mà hỏi thăm làm gì cả linh nguyệt đã lùi lại theo một phạm vi nhất định khiến cho nam chính của chúng ta nhận thấy sắp có biến từ dưới nền gạch các vết nứt được tạo nên và kèm theo đó là vô số trùng lửa bắn lên theo chẳng mấy chốc nội đường của đông xưởng bị ngọn lửa ấy thiêu dụi không chỉ thế với nội lực dồi dào linh nguyệt làm phép biến chúng thành cột lốc lửa cao chót vót tình hình có lẽ là hơi căng nên lúc này thiên phàm đã không còn muốn nâng tay nữa anh ngay lập tức xuất hiện phía trước khiến cho đối thủ cảm thấy giật mình linh nguyệt theo bản năng giơ hai tay ra đỡ vì ả à đâu có cảm nhận được gì luồng khí hàn băng lấy từ người của vương diệu huyền đang cực kỳ phát huy tác dụng luồng khí lạnh lẽo đó đã làm dịu đi sức nóng mà mụ áo đỏ vừa mới làm nên trong thoáng chốc linh nguyệt sau cánh tay che mắt cũng không giấu nổi sự sợ hãi hai luồng nội khí trái chiều nhau và phần nào đó thiên phàm đang chiếm lấy thế thượng phong tạm thời thế sự đã được chậm lại vì hỏa khí bị tan biến kèm theo thái độ đề phòng hơn của ả à thượng cung máu lại tiếp tục chảy ra từ vết thương sau khi bà ta bị đẩy lùi cho dù nam chính đã khống chế sức mạnh nhưng sen ra bị thương cũng khá nặng có một điều kỳ lạ như ban đầu bé khôi chém gió là vết thương phục hồi rất nhanh thành thật mà nói sự hồi phục không khiến thiên phàm phải để tâm điều anh tò mò vì ả à là đàn bà sở hữu nhiều âm khí nhưng lại dồi dào về hỏa khí nó giống như âm khí của cửu âm tuyệt mạch trước đây thiên ma khí đã từng hấp thụ nghĩ là thế nhưng ngay lập tức cánh tay được làm mát thiên phàm thở ra hơi thở lạnh cóng mọi thứ đều bình ổn như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy linh nguyệt quan sát cũng biết đối thủ là quá ghê gớm hắn có thể tiêu hao hỏa khí một cách dễ dàng như vậy sao thì ra là ngươi tin tưởng vào sức mạnh nên mới đột nhập vào hoàng cung nam chính vẫn bình tĩnh và giải thích mình ở đây không phải để đấm nhau nếu để ta dẫn hắn đi thì sẽ rút lui trong im lặng vừa nói anh chỉ thẳng mặt tả điệp đông xưởng đang nằm vật một góc chính là gián điệp của cực đao lục võ môn bọn chúng có âm mưu thôn tính võ lâm và triều đình nghe thấy cái tên cực đao lục võ môn linh nguyệt cũng có chút bất ngờ mặc dù hoàng cung và võ lâm là mối quan hệ bất khả xâm phạm nhưng bọn chúng đang lợi dụng để bày trò vậy nên ta phải tìm ra người đứng sau và chặn lại nếu đã thế thì ta càng không thể để nhà ngươi đi được thái tổ và hoàng thượng đã rộng lòng công nhận võ lâm thế mà các ngươi lại định làm loạn ở trong hoàng cung sao? từ những gì thiên phàm biết về người này có thể đoán được rằng bà ta không phải là người mạnh nhất ở nơi đây vì thế nên anh đang cố gắng giải thích sự hiểu lầm và tránh cho việc để lộ nhiều thông tin bí mật toàn bộ những gì nam chính nói đều không có tác dụng với người này quả nhiên võ lâm cũng cần phải có sự thống trị của hoàng thượng linh nguyệt đã búng tay một cái hiểu được hành động không thiện trí này giáo chủ thiên ma đã cảnh báo bà ta rằng kết cục sẽ không được tốt đẹp nếu như mọi chuyện diễn biến theo thiên hướng đi xuống bản thân là một trong những người đứng đầu thủ hộ điện nên linh nguyệt bắt đầu tỏa ra sắc khí khi mình vừa mới bị ham dọa để ta xem nhà ngươi còn đưa cái miệng đó đi chơi xa bao lâu được nữa đây cho dù có lập được bao nhiêu thành tích ở võ lâm thì cũng hãy quên nó đi rất đông những cung nữ không biết sợ chết đã tập trung lại chỉ sau hành động của linh nguyệt để ta xem một mình tên rõ ràng ngạo mạn nhà ngươi cầm cự được bao lâu nào rõ ràng với quân số đông hơn linh nguyệt khá tự tin bà ta cho rằng nếu đánh tay đôi thì thực lực sẽ ngang nhau nhưng vẫn còn rất nhiều cung nữ nên chẳng cần gì là phải lo lắng sự thật ở đây lại là khác cho dù ở một mình thiên phàm cũng không hề sợ hãi và ngay lập tức anh cũng thể hiện sắc khí ra bên ngoài nhà ngươi đừng nghĩ chỉ có một mình ta ở đây trước lời nói đó vị thượng cung này không thể không hỏi lại đối phương xem ý tứ là như thế nào chính ở ngay lúc đó từ phía đông của tường thành đông xưởng đã xuất hiện từ rất lâu ba cao thủ bí ẩn ngay từ đầu linh nguyệt đã chẳng thể nào cảm nhận được sức mạnh của bọn họ sau khi vội ngẩng mặt lên thì có hổ bổng trong vai mặt sẹo đại hộ pháp vẫn thế không cần cải trang và sau đó thì lại thêm một người thuộc thiên ma thần giáo được cử đi sau khi nhận được truyền âm của giáo chủ ma la kiếm nháy mắt đã không còn ở trên tường thành ông ta chủ động đi xuống chỗ của thiên phàm vẫn cách hành xử y như cũ giáo chủ là thiên ma và khi trước mặt thiên ma không thể không hành lễ từ phía xa giám sát thủ hộ điện và linh nguyệt vẫn trôn chân một chỗ chưa dám manh động bà ta tự hỏi mình mạnh thế này mà không nắm được chuyển động của tên đó hay sao? Không giống như lời nói nhẹ nhàng kính cẩn đại hộ pháp quay sang nhìn về phía của bọn chúng, sắc khí ngút trời bắn ra từ phía từng ngóc ngách mọi kẽ hở. Nói một cách dễ hiểu thì là cảm giác chết chóc đang chờ đợi hàng chục cung nữ kia. Không ai có thể nhúc nhích nổi khí tức quá đáng sợ còn ghê hơn những gì mà linh nguyệt hay chỉ khi huấn luyện. Có lẽ bây giờ ả à mới nhận ra rằng việc đi săn chuột trong hoàng cung này là quá sai lầm khi bản thân cũng đã trở thành một con chuột. Đúng vào lúc đó một người nữa trên tường thành cũng phi thân xuống nhắc về thái độ vô lễ không ai biết chào hỏi giáo chủ cả vừa đi tả hộ pháp vừa rút gươm ra tiếng kêu từ vỏ khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo một giám sát sứ đã phải lên tiếng trong khi linh nguyệt vẫn cố gắng kiểm tra tu vi cảnh giới hãy mau dừng lại ngươi có biết nơi này là đâu không mà dám xâm nhập nữ tỷ này cố gắng cảnh báo nhưng dường như lý hoa minh bật chế độ điếc từng bước chân của ông ta chậm rãi đi thẳng đến chỗ mấy người có ác ý với giáo chủ luồng nội lực cũng lan tỏa và có chút gì đó đe dọa vị giám sát sứ này vì không thể chịu được nữa nên cô ta đã dùng hỏa khí ngay lập tức lao vào tấn công nhìn thấy thanh kiếm uốn cong nóng rực đang tấn công tả hộ pháp nhắc nhở đừng có lơ là chỉ vì bản thân dùng hỏa khí chứ thời điểm lưỡi kiếm kia đánh tới lý hoa minh cũng giơ gươm trên tay ra đỡ lại hỏa khí của vị nữ tỳ kia dường như yếu hơn và có dấu hiệu bị hóa giải bỗng chốc ngọn lửa trên thanh kiếm tả hộ pháp lại cháy rực nhưng màu sắc và độ nguy hiểm của nó khác hoàn toàn bên trong chiếc mặt nạ vị hộ pháp này vẫn dở những giọng nói rất khó chịu nhà ngươi có hỏa khí còn ta thì lại có thứ có thể chém được hỏa khí ngay lập tức sức nóng dữ dội hơn mái tóc của ông ta đã ngả sang màu vốn có bởi trên tay đang cầm chính là xích viêm hai thanh kiếm với cùng sức nóng va và chạm vào nhau khiến cho không gian trở nên ngột ngạt và nóng bức hơn. Kiếm pháp của hai người cũng vậy, nó giống như là trời và đất. Tiếng nổ lớn cũng từ đó mà vang lên theo lạ thay chẳng có một cẩm y vệ nào đến kiểm tra quả là kỳ lạ quá. Lát sau khói bụi nghi ngút nhưng cũng có thể nghe được những bước di chuyển trong đó. Người của hoàng cung bỗng chốc lao ra khỏi lớp bụi và lùi về phía sau. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết người nào được người nào mất rồi. Với hành động khinh địch của bản thân giám sát sứ đã phải trả giá bằng một bên cánh tay mặc dù giống với các cung nữ khác là không biết đau là gì nhưng nhìn vào thái độ tâm thần bất ổn chắc cũng sợ hãi trước luồng nội lực đó lý hoa minh cũng lộ diện nhưng vị trí ông ta nhắm là trái tim nhưng lực sang cánh tay khả năng cao đối thủ cũng chỉ là một hóa cảnh ở những bậc thấp nhất mà thôi thật không thể tin nổi hắn có thể chém đứt tay giám sát xứ chỉ trong một đòn sao linh nguyệt lo lắng lẩm bẩm một giám sát khác cũng xuất hiện và cả hai có sức mạnh cao hơn các cung nữ còn lại cô ta cố gắng nhìn nhận người lạ mặt ở phía trước với những ý nghĩ mông lung mái tóc của lý hoa minh được lộ ra sau khi thi triển nội lực không chỉ vậy lại còn lôi cả xích viêm ra thứ khí giới mà các cao thủ nhìn thôi cũng biết là ai nhà ngươi chẳng phải là viêm vương lý hoa minh hay sao giám sát xứ gào ầm lên nghe thấy thế linh nguyệt cũng tự hỏi tại sao một tên ma giáo lại lang thang ở trung nguyên này làm gì nhỉ cũng từ ý nghĩ ấy bà ta vội quay sang chỗ của thiên phàm như thể hiểu ra điều gì đó nếu có hỏa vương rồi thì người kia khả năng cao là ma la kiếm kẻ đã giết hàng ngàn võ giả trung nguyên và gieo rắc nỗi kinh hoàng trước đó linh nguyệt không thể đoán ra danh tính của tên cầm y vệ mặt mũi giặc họng kia nhưng giờ có lẽ ả cũng phải biết được tám chín phần rồi Triều đình và Thiên Ma Thần giáo đã ký hiệp ước quan võ bất xâm. Tuy nhiên vì lo sợ thế lực này và các thế lực tà đạo còn lại, Hoàng thượng đã thành lập Thủ hộ điện, đây là nơi bảo vệ hoàng cung từ khi Minh Thái tổ lập quốc. Võ Lâm là mối nguy hại chung đối với hoàng cung và luôn được cân nhắc đề cao về sự an toàn. Trong số các thế lực Thiên Ma Thần giáo được hoàng đế và triều đình cho là mối nguy hại lớn nhất. Một sự thật chắc chắn Thiên Ma Thần giáo có hàng vạn tín đồ và sẽ nhảy vào biển lửa nếu như người duy nhất dẫn đầu bọn họ yêu cầu chính là giáo chủ. Nguyệt Linh tỏ ra lo sợ hơn khi khẳng định những người này đến từ đỉnh Quang Minh nếu như một người mạnh mẽ như giáo chủ có ác cảm với hoàng cung thì sẽ là một điều khó lường à đã gào lớn lên hỏi đi hỏi lại thiên phàm có thực sự là giáo chủ thiên ma hay không nan chính cũng không thèm trả lời mà chỉ thở dài thường thật bởi mọi chuyện giờ đây là càng dối thêm khi thân phận của anh bị lộ thật không nghĩ danh tiếng của tả hộ pháp lại nổi đình đám tại trung nguyên tới như vậy lúc này lý hoa minh nhẹ giọng truyền âm xin lỗi giáo chủ thành thật mà nói ông ta không muốn và đã nhuộm tóc đen lại đen thay một điều mỗi lần vận khí thì do độc môn tâm pháp nên mái tóc lại trở về với màu đỏ ở phía đối diện linh nguyệt không giấu đi sự lo lắng nổi vì đối phương không phủ nhận là thiên ma giáo chủ thêm vào đó làm gì tự nhiên các hộ pháp lại đi đến tận nơi này trường hợp có kẻ lạ mặt xâm nhập thì phải trói lại và bắt nhưng bây giờ là quá khó số lượng tuy đông nhưng bà ta biết thực lực của những người kia là như nào nếu giáo chủ đi một mình thì khả năng ả sẽ liên thủ với hai thủ hạ kia để diệt trừ nhưng giờ không phải lúc sẽ thế nào nếu các vị hộ pháp đó ra tay không ai biết được kết cục có vẻ tốt hơn nếu đưa họ đến trước điện chủ thứ hai người có quyền điều hành và quyết định lớn hơn vì vậy linh nguyệt hai tay bao quyền chào hỏi giáo chủ và mong thiên phàm thứ lỗi do đã thất lễ ả à sẽ không ngu ngốc mà gọi ma giáo là kẻ xâm nhập nhưng vẫn nhắc về hiệp ước cách đây cả trăm năm lão thần khó mà nhắm mắt làm ngơ được nhưng đã là quý nhân thì cũng không thể không đối đãi tùy tiện ta sẽ trình bày lại sự tình cho thái thượng hoàng để mọi chuyện kết thúc viên mãn vậy nên dù bất tiện nhưng giáo chủ hãy dành chút thời gian đi đến thủ hộ điện với lão một chuyến hai tay của ả à lại chấp quyền lần nữa sẽ không có vị giáo chủ nào ngu ngốc tới mức để lộ thân phận và cố tình lộng hành tại hoàng cung được nụ cười đó chính là ngầm đồng ý sao vậy thì trước tiên ta dẫn hắn đi gặp thái thượng hoàng biết đâu biết tin bệ hạ sẽ phẫn nộ và phá bỏ giao ước rồi chinh phạt võ lâm ma giáo cũng nên chỉ cần nghĩ tới đây là quá sướng rồi bởi linh nguyệt thuộc thể loại coi võ lâm nhân không thể ngang hàng với hoàng cung được bà ta liền lên giọng mời giáo chủ đi theo mình nhưng vẫn lắp bắp khi vị thượng cung chưa kịp nói hết một đường cắt xé gió được tạo ra thiên phàm lạnh lùng cắt đứt cổ một vài cung nữ thuộc thủ hộ điện mà chẳng báo trước máu bắt đầu tuôn ra xối xả ướt đẫm cho dù có khí giới nhưng chẳng có ai là có thể trở tay Cang khí xanh lam xuyên qua toàn bộ những kẻ có ác ý với giáo chủ điều đó đã làm cho linh nguyệt bần thần bởi nếu giết ả thì à cũng sẽ tương tự như vậy mà thôi bà ta không tưởng tượng nổi thiên phàm sẽ làm điều này nên khẽ thốt lên trong ý nghĩ cái quái gì đang xảy ra thế sau đó thì cũng gào lớn lên đòi giáo chủ thiên ma phải giải thích về hành động này mồm miệng quá rối rồi nên nam chính liền lên tiếng thật là nực cười chẳng phải ngươi chỉ ngoài miệng ngon ngọt nhưng trên thực tế là muốn áp giải ta tới đâu đó hay sao linh nguyệt sợ hãi giải thích cho rằng mình không nói áp giải chỉ là cảm phiền giáo chủ dành ít thời giờ và ngọc đi theo chờ đợi báo tin cho hoàng thượng nội lực mạnh mẽ bắt đầu toát ra từ cơ thể thiên phàm anh nhắc nhẹ bớt nói lời xà lơ ta đã cho ngươi cơ hội chọn lựa nhưng chính ngươi đã vứt bỏ nó thực sự tình huống này không có lợi cho cá nhân thiên phàm và ma giáo nói chung giáo chủ làm thế này không sợ hậu họa hay sao nếu thánh thượng biết được thì giao ước quan võ bất xâm có thể bị phá bỏ khi kế hoạch chơi bài tâm lý không thành linh nguyệt cố tình vùng vẫy nhưng thiên phàm đã nói không hãy để lần sau đi ánh mắt toát ra sắc khí nổi da gà hiện lên trên gương mặt kèm theo giọng nói hung hiểm dù sao thì các ngươi cũng sẽ chết ngay tại đây vì đối đầu với đám đông xưởng kia mà thôi linh nguyệt đã sai lầm thật sự thiên phàm không phải là kiểu người nói chuyện bằng lời được và đã chọn cách đó thật là ngu ngốc và giờ đây đã phải trả giá nam chính hãng giọng ra lệnh cho các hạ nhân giết hết những kẻ sống sót tại nội đường đông sửa ma la kiếm và tả hộ pháp hết lớn vâng mệnh giáo chủ tốc độ ra lệnh và cách thức thực hiện là quá nhanh nên linh nguyệt cũng hớt hải nhắc các cung nữ hãy vào vị trí các hộ pháp là người có năng lực về võ vị cao cường vì thế nên cho dù có đông hơn cũng không thể làm khó được bọn họ một bên tấn công lý hoa minh bằng hỏa khí vốn có nhưng dường như chẳng có tác dụng tí nào cả trường lực của chúng yếu đuối tới nỗi chẳng thể chạm vào nổi một sợi tóc của ông ta bù lại vì không biết đau đớn nên có ở thế hạ phong các cung nữ vẫn lao vào chết như con thiêu thân thanh kiếm nóng rực cắt xuyên qua hàng chục cơ thể mà chẳng ai đứng dậy nổi cơ thể toàn bộ không hề nguyên vẹn sự sống bị lấy đi trong thoáng chốc dưới biển lửa của lý hoa minh linh nguyệt nhận ra tiên thiên chân khí của các cung nữ không thể đẩy lùi được nội lực của viêm vương đến từ ma giáo có lẽ bà ta sẽ càng phải kinh hãi hơn vì cách thức làm việc của ma la kiếm gây tới mức nào như một cơn gió đại hộ pháp lướt qua đội hình của những cung nữ còn sót lại cách di chuyển nhanh tới mức khi đầu rơi xuống máu chảy ra vẫn không nhìn thấy cái bóng kia đâu có lẽ ngay cả khi không cảm thấy đau đớn bọn chúng vẫn phải sợ hãi trước uy thế cùng bạo như vậy sắc mặt của hai giám sát sứ bây giờ đã tỏ ra lo lo lắng hơn bao giờ hết vì chẳng làm được gì cả cả hai không khác gì là những đứa trẻ nếu so sánh về nước thăng võ thuật trước ma la kiếm và trên hết giám sát sứ hiểu rằng đây chính là sức mạnh của ma giáo linh nguyệt đã mệt mỏi lại càng bối rối cắn chặt môi khi quan sát tình thế bây giờ hắn lướt qua bổn tổng quản như vậy sao xem ra ma giáo đã quá khinh thường sức mạnh của hoàng thất rồi cũng từ đó à bắt đầu sử dụng toàn lực bản thân có để đối đầu với giáo chủ bộ y phục thượng cung bị nhiều nát và bốc hơi ngay lập tức sức nóng khủng khiếp đang được linh nguyệt tạo ra và mục tiêu chính là thiên phàm từ giờ trở đi các ngươi chính là mối nguy hiểm gây hại cho hoàng cung không đời nào ả à sẽ để thiên ma giáo chủ rời đi được lành lặn hoặc có thể là không trước tình cảnh này nam chính không hề e sợ mà chỉ lo hổ bổng đang lởn vởn quanh đây sẽ bị cuốn vào trận chiến mất cánh tay của bọn chúng cứng như sắt ta phải dặn dò nó về điều này mới được nhiệt khí tỏa ra bây giờ đã tràn lan khắp nội đường đông sưởng khi giám sát sứ vẫn còn bỡ ngỡ trước thực lực của ma la kiếm và tả hộ pháp linh nguyệt đã ra lệnh thời gian không còn nhiều nữa trong lúc các hộ pháp đối đầu với cung nữ thì cùng hợp công với ta để tấn công kẻ kia nếu giáo chủ bị trấn áp có lẽ hai hộ pháp sẽ phải dừng tay đây chính là kế hoạch nhưng cũng lại chỉ dựa trên lý thuyết trước đó ả đã giao đấu với giáo chủ và quả quyết thực lực khá ngang ngửa vậy nên có hai đứa giám sát thì sẽ thành công theo hiểu biết ngắn ngủi ấy có lẽ linh nguyệt sau này chắc chắn sẽ phải hối hận dưới suối vàng cho mà coi ngay khi vừa nhận mệnh lệnh tấn công hai giám sát sứ biến mất trong nháy mắt bọn họ khá do dự nhưng không kháng lại được lời của thượng cung nên đã lao đến hạ sát thiên phàm tuy đã bị đả thương nặng trong khi giao đấu lúc trước nhưng sức mạnh là vẫn còn điểm đặc biệt là độ hồi phục của những giám sát này không nhanh được như các cung nữ kia và lại bọn họ vẫn còn một chút cảm xúc của con người khi vừa mới áp sát ngay lập tức các hộ pháp đã có mặt kịp thời hồ bổng cũng xuất hiện để ngăn chặn đòn hiểm ác của một giám sát xứ cậu ta vẫn chưa hiểu thể trạng của đối thủ lẫn kiểu cách ra đòn là như nào nhưng mà thôi chẳng cần quan tâm nhiệm vụ tiên quyết của một thần dân đối với thiên ma chính là phải bảo vệ giáo chủ tối cao chỉ cần ai đó dám có ý đồ xấu hoặc chĩa mũi kiếm thì sự hy sinh sẽ được đề cao lên trên tất cả hồ bổng đấm một phát thật mạnh vào người giám sát xứ khiến cho cô ta bị đẩy lùi lại vài trượng trên tay vẫn cầm nguyên một khúc tay của một cung nữ khác vì trước đó đã lấy ở trên người cái xác tả điệp đông sửa ta biết nó cứng rồi nhưng ai ngờ lại cứng thế mặc dù đã vận toàn bộ công lực nhưng đòn tấn công ban nãy vẫn để lại xung kích đáng kể đối phương sau khi kiểm tra sự tình nhận ra hồ bổng chỉ là siêu cao thủ tuyệt đỉnh xem ra không phải người nào trong ma giáo cũng mạnh đấy nhỉ chút thủ đoạn này cũng hay đấy nhưng với sức của ngươi thì không đủ đối đầu với ta mau ra chỗ khác chơi tốc độ quá cao khiến cho hồ bổng khựng lại theo bản năng lại giơ cánh tay kia ra đỡ sau khi áp sát thanh kiếm của giám sát sư có biến hóa uốn lượn như rắn len lới quanh khắp người cậu ta vì quá sơ suất nên tình hình bây giờ khó mà có thể nói trước được điều gì đột nhiên tiếng nói của tả hộ pháp đã vang lên có lẽ ông ta không bật chế độ im lặng nếu thấy sức mạnh của siêu tuyệt đỉnh chưa đủ thì đánh với ta nha thanh kiếm dẻo quập kia ngay lập tức bị chặt ra thành nhiều mảnh trong sự ngỡ ngàng của hồ bồng lý hoa minh che chắn cho học trò năm xưa và đứng đối diện với giám sát xứ vậy là sức mạnh lại khập khiễng hơn khi người này chẳng đủ trình tay đôi với tả hộ pháp thực lực của nhà ngươi lại quá yếu để đối đầu với ta rồi nói xong câu này thanh kiếm nóng rực xuyên thẳng qua người của đối phương nạn nhân chẳng kịp hò hét gì cả mà thân thể đã bị chia làm đôi mùng miệng chỉ kịp lắp bắp rên rỉ máu bắn ra khắp nơi